Mi 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 ma 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 này giọng tốt quá trời tốt. Nam gì vậy? Anh tìm thấy thầy cao không? Trời ơi tao khàn tiếng quá, tao tìm không có được. Trời ơi vậy là chết rồi. Rồi bọn mày sao rồi? Có kiếm được đại ca đâu. Mà anh Nam ơi, hả? Tình hình này mà kiếm không được đại ca hả là cái nhóm mini nó quýnh, trời ơi nó quýnh lên mập chết. Đúng rồi đó. Khổ quá, khổ quá. Trời ơi, đại ca ơi. Giờ này đại ca ở đâu không biết nữa. Giờ sao? Đại ca. Đại ca đang ở đâu? Giờ sao anh? Tao đói bụng quá. Vô ăn cái đã tính sao? Trời đất ơi. Ê, ê. Tao hủ tiếu. Tô mì. Hủ tiếu mì. Lẹ, lẹ, lẹ. Đại ca ơi, đại ca. Ơi. Anh chị ăn gì? Đại ca, đại ca. Đại ca. Lầm người rồi. Đại ca. Đúng rồi. Đúng là đại ca rồi. Bao nhiêu năm rồi làm sao lầm được. Đúng là đại ca rồi. Đúng rồi. Đại ca. Cái gương mặt này. Cảnh mặt này. Cái lỗ mũi này. Đúng là đại ca. Đại ca. Đúng rồi. Đại ca. Đại ca. Em tìm được đại ca. Em mừng quá. Đại ca. Đúng rồi. Kiếm được đại ca. Đúng không? Đúng. Đúng. Anh yên tâm. Không. Hả? Không phải là làm gì. Nhưng em đi tìm đại ca là để nhờ đại ca giúp. Có chuyện rồi đại ca. Đúng rồi đó đại ca. Không xong rồi đại ca ơi. Không xong đâu đại ca. Gia đình mình bị tai nạn à? Không phải. Không phải gia đình em. Không phải em luôn. Vậy chứ chuyện gì? Thằng Lộc. Thằng Lộc mập. Lộc nói sao? Nói lẹ lên. Sao mày không nói? Mày tìm tao được. Bây giờ cái chuyện của thằng Long, mày gặp tao rồi sao mày không nói? Nói. Nói đi. Thằng nói sao? Nói. Em càng tiếng nói không? Đi ra đi. Mày nói được không? Dạ được. Thằng Long sao? Thằng Long á. Bị nhóm mini bắt. Đánh gần chết rồi đại ca ơi. Đúng rồi đó đại ca ơi. Đại ca phải cứu anh Long. Cho nên ba tụi em mới nhờ tới đại ca nè. Đại ca mà không cứu anh Long, anh Long chết rồi đại ca ơi. Đại ca ơi. Tao biết rồi. Đừng làm tao rối. Dạ. Mày đến đi. Tao phải cứu nó chứ. Dạ. Không. Không thể được. Tao đã gác kiếm giang hồ từ lâu rồi. Tao không có muốn sát sanh nữa. Mấy đứa hiểu không? Trời ơi, anh Nam, hả? Mặt anh sao ghê vậy? Hồi nãy đại ca tát anh đó, nội công của ổng còn thâm hậu lắm. Ngày hôm nay á, anh em gặp nạn. Hôm nay đại ca không cứu rồi đại ca. Đại ca còn là con người không đại ca? Đại ca của con là con người không? Đại ca của con là con người không? Trả lời đi! Nói đại ca! Quyết định đi đại ca, quyết định đi đại ca ơi. Cứu anh Long đại ca ơi. Ăn gì tao quên rồi. Trời ơi trời. Đại, đại ca. Tôi không ngờ anh là một người không biết lo cho em Út. Tôi coi thường anh. Gia đình tao chưa lo. Tại sao tao phải lo cho nó? Trời ơi. Hai bên đều như nhau. Kệ đi. Tôi không sợ anh đâu. Tao đã nói với tụi bay rồi. Tao đã gác kiếm giang hồ. Tao không muốn sát sanh nữa. Mày có nhớ lúc trước
khi tôi tả xung hữu đột thì biết bao nhiêu người ngã quỵ chân tao. Những cảnh tượng đó tụi bay thấy rồi, bây giờ tao phải làm nữa hả? Để tôi làm ăn yên đi. Đại ca, nhưng mà đại ca phải nhớ ngày xưa tình cảm giữa đại ca và anh Long như thế nào. Đại ca quên rồi sao? Tôi nói với đại ca biết, nếu như tôi là người gặp nạn, đại ca bỏ mặt tôi chịu. Còn anh nhớ lại đi, thằng Long là người đã từng cắt máu ăn thời gian, nhớ đi. Hôm nay ta rất là vui, ta rất là sung sướng khi được nhậu chung với đệ. Vì đệ biết sao không? Sao đại ca? Nhìn đệ, ta cảm thấy đệ giống giống một cái người thân của ta lắm. À, đệ giống cái người cháu nuôi của bà dì ghẻ ta. Dạ. Cho nên ta mến. Dạ. Mến đệ lắm. Dạ, em kính đại ca. Đi. Dạ. Trong những anh em, nói đừng có nói ai nghe. Sao đại ca? Mày nhớ mày đừng nhiều chuyện lại nghe. Không, em hứa đấy. Tao thương mày nhiều nhất đó. Mày biết không? Dạ. Đại ca, đại ca kêu em ra đây. Sao đại ca mắt em phải mặc bộ đồ này đại ca? Tự nhiên tôi kêu mày mặc bộ đồ này vô cho nóng à. Dạ. Phải có lý do. Tại vì sao? Tại vì khi mặc bộ đồ này, chúng ta ngồi đàm đạo với nhau, tao nhớ lại những khi sống phá ngoài trận mạc, về đối ẩm với nhau, tự nhiên tao sướng lên. Dạ. Cho nên tao mới kêu mày mặc bộ đồ này vô. Chứ tao mặc vô tao cũng nóng về. Dạ, dạ. Thời tiết này mặc bộ đồ này làm sao tao chịu nổi. Dạ. Đại ca nói em mới nhớ. Đại ca nhắc cái chuyện này em nhớ là em chứng kiến đại ca một mình đại ca ra sông trận. Phải công nhận là võ điện hỷ đại ca là cao cường á. Một mình đại ca mà đánh cả trăm thằng, đánh không lại. Vì tài nghệ của tao, mày biết rồi đó. Dạ. Tao không bao giờ tao xuất trận. Dạ. Khi xuất trận thì chỉ có nước là xác nằm rạc hết mà thôi. Dạ. Đúng là trăm trận trăm thắng mà đại ca. Cho nên bây giờ mới có bộ phim Xích Bích để đời. Dạ. Là cái trận đó đó. Dạ dạ. Mày coi phim đó chưa? Dạ 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 em coi rồi. Tao chưa coi. Chắc là bữa đó đại ca bận công chuyện. Dạ em kính đại ca. Em rất là nể đại ca, cho nên là em rất là muốn đại ca là kết nghĩa tình huynh đệ với em, được không đại ca? Đại ca nói là thương em đó. Nhận mày là em nữa à? Dạ. Không, tao nhiều thằng em lắm rồi. Thêm đi đại ca. Thêm một mình em mới thôi đại ca. Mày xin à? Dạ dạ. Làm đại... em tao bộ sướng lắm sao mày xin? Dạ, cái đó là ước nguyện cuối đời của em đó đại ca. Dạ. Thích thì tao chiều. Dạ. Mày xin tao cho, đưa tiền tao lấy. Vậy thôi. Đại ca lúc nào cũng vậy. Dạ em kính đại ca. Rồi tao nhận mày là một thằng em 108. Dạ em cảm ơn đại ca. Sẵn việc hôm nay đã kết nghĩa tình huynh đệ thì mình phải cắt tiết ăn thề đi đại ca. Cái cắt gì? Cắt tiết ăn thề. Giống như mấy lần trước mấy thằng kia đó hả? Sao mỗi lần tao nhận thằng nào những chuyện đau đớn đến với tao không vậy? Để chứng minh cái tình huynh đệ mình. Sau này đại ca hứa đại ca là không quên. Có máu đó phải nhớ. Tao thấy nhận tụi bay em út toàn là tao mang khổ vô tao không à. Hồi đó tao mặc đồ tay ngắn, vì kết nghĩa mà tao cắt riết tao phải mặc tay dài. Dạ thôi. Che thẹo hết. Dạ. Thì thôi vậy ráng thêm một thằng nữa em. Thôi nói thì nói vậy, mày thích thì tao chiều. Dạ. Cắt đi. Dạ. Đại ca cắt trước đi. Hả? Mày nói gì? Đại ca cắt trước đi. Hồi đó giờ tao nhận em út chứa thằng nào dám nói câu đó như mày. Chỉ có em mới cắt trước thôi. Dạ. Anh là theo dõi mày cắt rồi tao mới cắt. Dạ đúng rồi. Đại ca anh nói gì em phải nghe. Dạ mình cắt nghe đại ca. Gì vậy? Dạ dao. Tao lấy dao nhỏ cắt được rồi. Xài cái dao quá bự vậy. Dạ em quen xài dao này rồi đại ca. Người ta cắt người ta lấy dao nhỏ hay là ta cắn. Mày lấy dao chặt thịt heo mày cắt. Không có. Em cắt nghe đại ca. Tùy mày. Mày cắt hay mày chặt vậy? Dạ nó dao lục em chặt luôn. Không lẽ vì con nhậu mà bị tàn phế sao Long? Dạ em chặt luôn rồi đại ca. Trời,
Dạ. Trời, Long. Dạ. Tôi kêu mày cắt miếng thôi, tại sao mày chặt luôn một lông vậy? Dạ, nó có đây nè. Trời ơi, làm hết hồn. Em kính đại ca. Quyết mày uống đi. Tới đại ca đó. Máu mày bệnh làm sao tao dám uống? Tới chạy, đại ca chặt đi. Tao khỏi chặt, tao có tiếc rồi. Đâu? Hả? Đi canh. Rồi sao? Thì ăn, tao ăn mày nhậu. Long ơi, anh phải cứu em thôi. Chị Bụi, Tam Đệ. Dạ. Để cái rương đồ xuất trận cho anh. Anh Tháp. Gì? Lấy đồ. Khàn tiếng lấy không được. Trời ơi, khàn tiếng mặt mới vậy lấy đồ. Hả? Lẹ lên. Lẹ lên. Đại ca. Trời ơi. Đại ca. Đại ca. Đại ca, hát đi. Đại ca. Để đó. Bộ đồ ngày xưa của đại ca đây nè. Đúng rồi. Thôi. Chính bộ đồ này cũng chính bộ đồ màu đen này có viền đỏ. Năm xưa ta đã tả xung hữu đột, biết bao nhiêu người nằm sát rạp. Nay cũng chính bộ đồ này, vì một người ta phải sát sanh nhiều người hay sao? Chấp nhận vậy thôi. Mấy đứa. Dạ. Chuẩn bị làm lễ xuất trận. Dạ. Sư phụ ơi, đã từ lâu con án binh bất động, nay xin phép sư phụ cho con xuất trận cứu em. Đại ca, sư phụ của đại ca là ai vậy? Lâu lắm rồi ta cũng chưa có coi hình. Ai vậy đại ca? Lý Tiểu Long. Ủa kỳ vậy, sao Triệu Tử Long mà thờ Lý Tiểu Long? Cái gì chuyện quá. Cái gì Long là tao thích à, được không? Lý Tiểu Long giỏi giỏi lắm, hiểu không? Nè, cầm. Dạ. Trời đất ơi. Ai nữa đây? Dân Hoàng Long. Trời ơi, ca sĩ Dân Hoàng Long mà nó có dính dáng đến đại ca luôn rồi nha. Tao thích, Long là tao thích, sáng ăn mì tao xin. Cầm. Dạ. Vô lấy trái cây để cúng sư phụ. Dạ. Nam cầm cho em lấy trái cây. Thấy chưa? Dạ, thấy rồi. Đem đây. Nữa. Trời đất ơi, đại ca ơi, người ta cúng dừa, người ta cúng nho, người ta cúng chuối, ai mà đi cúng trái thanh long? Tao thích chữ long. Mày nói nhiều quá. Dạ. Chuẩn bị xuất trận. Điểm ở đâu? Dạ, bìa rừng bãi cát. Bìa rừng bãi cát.